Hello anh em, Acura MDX sản xuất năm 2007. Sản xuất năm 2007, nhập khẩu nguyên chiếc Canada anh em nhé. Động cơ V6 3.7 hai cầu xúc động. Đây là một cái mẫu xe mà ông Hoàng góc cạnh. Mẫu Acura là một cái mẫu xe hạng sang của dòng Honda anh em nhé. Hôm nay cửa hàng của em tại Salon ô tô số 1 Kinh Môn, tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, mới về được một chiếc Acura MDX rất là đẹp, bản sport thể thao này, form dáng 7 chỗ ngồi, gầm cao này, nhìn rất là đẹp luôn. Đây là một cái mẫu xe mà để anh chị mà có thể tham khảo để đi cái dịp Tết này nhá. Rất là sang trọng, cửa tiền thì nó lại rất là hợp túi tiền cho một cái mẫu xe hạng sang luôn. Đây, các bác nhìn nhá, góc cạnh của nó rất là đẹp. Tên tư nhân biển Bắc Linh, gốc Hà Nội nhá. Bác nào ở Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh là về tên là sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển cho chiếc xe Acura đâu nhá. Bởi vì con này tiền thân gốc của nó là từ Hà Nội. Đấy. Form dáng rất là đẹp này. Màu đen nguyên bản, nguyên thủy theo xe, nội thất da bò, màu đen nguyên bản theo xe. Đấy, trần nỉ vẫn còn nguyên bản. Và la răng của nó là la răng 18 inch nhá, 255/55 R18. Đấy, bánh của cái dòng xe này nó như cái bánh của cái dòng xe BMW X5 E70, to ngang như nhau. Đấy, gầm cao. Đây các bác nhìn nhá, đèn bi xe lông này. Đấy, đèn bi xe lông. Góc cạnh của cái phần đầu xe các bác nhìn này, mặt ga lăng biểu tượng của Acura này, nhìn nó rất là sắc sảo, trông rất là hầm hố luôn. Và cái dòng xe này nếu mà một vài, nếu mà bác nào mà đã từng gặp nó ở ngoài thị trường ấy, đã từng gặp nó trên đường, thì các bác chắc là cũng không thể mà bỏ cái ánh nhìn với chiếc xe này được. Bởi vì là góc cạnh của nó khi mà đi ra ngoài đường nó nhìn rất là đẹp, hầm hố, cực kỳ hầm hố luôn. Cái đăng kiểm của chiếc xe này còn đến tháng 7 năm 2021 anh em nhé. Đấy, tháng 7 năm 2021. Đấy, và có một cái thẻ này, thẻ miễn tiền qua trạm thu phí này. Chủ xe đã lạp vào đây 2 triệu này. Đấy, xe đã được trang bị đầy đủ start stop thông minh. Đấy, khóa khiển từ xa và đấy, cái điều chế cái chìa khóa thông minh anh em nhé. Đấy, rất là đẹp này. ABS 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh cân bằng điện tử, sử dụng dẫn động 2 cầu AVKD. Đây, SH AVKD đây các bác nhá. Màn hình camera lùi nguyên bản theo xe luôn. Đấy, gạt mưa sau. Đấy, đèn hậu sau là đèn bông này. Đấy, đèn bông tổ ong này, rất là đẹp luôn. Gạt mưa sau, giá lốc, cửa sổ trời. Xe này thì cam kết với chị một điều là không có tai nạn đâm va ngập nước gì đâu nhá. 4 quả lốp, một quả còn khoảng 95%. Đây, lốp dự phòng của em đó đây. Vẫn như chưa hạ này. Đấy, tăng bóng còn nguyên rồi. Lốp dự phòng nguyên bản theo xe nhá. Sử dụng dẫn động cầu sau đây. Đấy. Con này sử dụng hai hai cầu, bốn dẫn động bốn bánh nhá. AVKD đấy. Chứ không phải là một cầu đâu. Đây, dàn lốp của nó rất là đẹp anh em ạ. Đấy. Xe không có tai nạn đâm vai mục mọt gì cả. Cái này là cam kết với anh em một điều chắc lịch luôn. Đấy. Chìa khóa này, có thể đi đến gần xe cái là tự mở khóa và đi. Khi chúng ta đeo cái chìa khóa thông minh này trên người nhé, thì khi chúng ta đi đến gần xe, xe tự động mở cửa, và đi cách xa xe ấy, thì là nó sẽ tự động khóa cửa lại. Đấy. Ghế, nhớ ghế hai vị trí này. Bốn kính chỉnh điện, hai kính trước auto. Cốp mở điện này, bình xăng mở điện này, cốp mở điện anh em nhé. Đấy. Rồi, các bác nhìn chưa? Đẳng cấp luôn. Khi nào chúng ta cho xuống thì chúng ta sẽ ấn nút ở đây. Đấy. Lên này. Xuống này. Cốp hít luôn, cốp điện nhá. Ghế chỉnh điện này. Đấy, bơm lưng này, chỉnh nghiêng ngửa này. Đấy, chỉnh cái này 8 hướng này, ra vào, lên, xuống này. Đầy đủ hết. Đấy, ghế da này. Túi khí an toàn của chiếc này là bây giờ em đếm thử là đôi 4 6. Đấy. 8 túi khí an toàn. Hai màn hình nguyên bản theo xe. Đấy, đây các bác nhìn này. Màn hình của nó này. Ba luồng điều hòa riêng biệt, hai trước một sau. Ghế da nguyên bản theo xe. Ghế da bò nguyên bản theo xe anh em nhé. Da bò nguyên bản theo xe. Xe rất là đẹp, nội thất màu đen này, rất là sạch sẽ và huyền bí luôn. Đấy, những ốp vân gỗ này, chủ xe đã đi nhúng vân gỗ rồi. Đấy, nhúng này quanh nội thất luôn. Đấy. Cái này thì nguyên bản của nó, trước của nó là màu ghi, nhưng chủ xe cải màu thành màu vân gỗ này, nhìn cũng rất là sang. Bác nào thích thì về để có thể sơn nhúng vân gỗ.
thành màu khác, màu đá chẳng hạn, thì vị trí nó rơi vào tầm khoảng 2-3 triệu cho tổng cái bộ nhựa nội thất này thôi. Vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay, có cruise control, ga tự động đầy đủ hết anh em nhé. Đa phương tiện trên vô lăng này, vô lăng chỉnh điện này, cụp xe gật gù đầy đủ hết này, ra này, lên này, nói chung là đa hướng luôn. Đấy, gương kính này, chỉnh điện này, đó, đầu CD 6 đĩa nguyên bản theo xe, đều là setup thông minh đây. Đấy, cửa sổ trời, chân lý vẫn là chân lý nguyên bản theo xe nhé, xe túi khí an toàn nguyên bản luôn. Đấy, không hề báo cái lỗi gì cả. Đấy, cửa sổ trời của nó đây, giá lóc này, có gì này, nguyên bản hết, mẫu xe cực đẹp luôn. Đấy, bác nào quan tâm thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358286286, em Quang Hải Dương. Đấy, và xe này đang được bên em bán tại salon ô tô số 1 Kinh Môn tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương anh em nhé. Đấy, hàng ghế sau của nó đây, các bác nhìn này, có thể gặp lại được nhé. Đó, cái này thì chúng ta và dán nó lại, xe mới về sau cái video này em sẽ dán lại đi, xem dán lại vì nó hay mở ra mở vào thì nó sẽ bị bênh như này. Đấy, đây hàng ghế sau của em nó đây, rất là đẹp luôn. Đấy, cốp này, đồ nghề này, đó, sàn là sàn lỉ nhá. Khi chúng ta gập hết hai hàng ghế sau lại thì nó thành một cốp cực kỳ là rộng, phải nói là cực kỳ là rộng luôn anh em ạ. Đấy, các bác nhìn chưa, rất là đẹp luôn. Trần là trần lỉ nguyên bản theo xe, xe không một lỗi nhỏ luôn, không tai nạn đâm vai gập nước keo chỉ nguyên bản, tôn vỏ rất là dày, Acura, đấy, nhập khẩu Canada, rất là đẹp. Form dáng của nó đây, phần đầu xe đây nhé, các bác nhìn rất là đẹp luôn này. Đèn bi xê lông nguyên bản theo xe, đó, biểu tượng Acura này, trông rất là hầm hố, cực kỳ hầm hố. Đấy, cửa tiền thì đang được bên em bán với mức giá là 440 triệu đồng, 440 triệu đồng anh em nhé. Đấy, cửa tiền khá là dễ chịu cho một cái mẫu xe hạng sang, chạy rất là lành, động cơ 3.7, động cơ 3.7 anh em nhé. Ghế sau đây, chúng ta muốn cho nó lên thì đây, nó nhìn nhá, rất là đẹp. Đấy, ghế da này, các nhìn da chưa, da rẻ mịn màng hồng hao. Đấy, đấy, rất là đẹp nhá. Da này là da là mông, mắc là mông chủ xe nhẫn mới ngồi được như này, chứ không mà mông mà ngồi như mấy ông taxi thì chắc là rách hết rồi. Và thứ hai là phải thay da mới hết rồi. Xe người ta chủ xe người ta giữ rất là cẩn thận luôn. Đấy, các bác nhìn này, táp lô táp ly nhựa nội thất của nó đây, nó là nguyên bản 100%. Đấy, trừ mỗi cái phần gỗ ra thôi nhé, còn đây táp ly táp lô này không có gọi là xước xác sơn sần da lộn da khác nào cả. Đấy, tất cả nó là da nguyên bản, ghế trước cũng là chỉnh điện này, tất cả mọi thứ này, đây các bác nhìn này, đẹp chưa, quá là đẹp xuân. Đấy, màu đen nguyên bản nguyên thủy của nó nhé. Sấy ghế, hai ghế trước này, đấy, hai ghế trước sấy ghế này, có chế độ chạy thoải mái và chế độ sport ở đây này, chế độ dùng cái hộp số kép này nhé. Đấy, điều hòa tự động, đèn pha tự động, số tự động, đó, đầy đủ hết tất cả mọi tính năng hiện đại trên này, túi khí an toàn. Đấy, mọi thứ rất là đẹp. Xe thì đây các bác nhìn này. Đấy, gương của nó là gương nguyên bản theo xe nhé. Đấy, chống chói luôn, gương chống chói. Dàn nốt của em nó đây. Đấy, Acura. Bây giờ em sẽ vào em đề lỗ nhé, đề lỗ cho các bác xem. Đóng cái cốp xuống. Thì chiếc Acura này đang được bên em bán với mức giá là 440 triệu đồng, nếu bác nào quan tâm thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358286286, em Quang Hải Dương nhé. Lổ máy rất là êm này, cái này có là sấy kính này, sấy gương này, sấy kính này, chiếu hậu này, sấy gương hậu này, đó, và sấy đúng rồi, sấy kính lái này, đấy, đầy đủ hết luôn. Đấy,
Tao đang báo một cái đầu, cái gọi là cảm biến áp suất lốp thôi, không có vấn đề gì cả. Lòng tua này chưa đến 1.000 luôn, 800. Đấy, xe sử dụng là chạy bằng mai này. Đấy, kim xăng báo rất là chuẩn luôn anh em nhé. Đầu là đầu nguyên bản theo xe, nhưng nó còn một cái mã đài nữa, mã cốt này. Đấy, cửa sổ trời đây, rất là mượt mà luôn, phải nói là rất là mượt mà anh em nhé. Xe hai màn hình. Đấy, rất là đẹp. Xe rất là đẹp luôn. Mọi người phải nói là em phải khẳng định một chiếc Acura này là một cái mẫu xe mà nó góc cạnh nó rất là đẹp. Góc cạnh cực kỳ là đẹp. Máy bền, dòng Honda máy bền. Đấy, nội thất của nó thì em không có gì để tả thôi. Bởi vì là ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, từ nhà sản xuất đến bây giờ. Đấy, từ ngày sản xuất đến bây giờ. Rất là đẹp. Trang bị bậc lên xuống đầy đủ nhé, nguyên bản theo xe này. Đấy, bậc lên xuống đầy đủ nguyên bản theo xe. Đó, động cơ V6 3.7 số tự động, hai cầu AMKD, khoang máy đây rất là sạch sẽ, lổ cực kỳ là êm luôn, rất là êm luôn anh chị nhé. Đó, rất là êm luôn, xe không có tạ băng vai gì cả. Đấy, dòng này thì lắp cabo nó không có keo chỉ nhá. Đấy, tem nhập khẩu nguyên bản đây này. Đấy, dòng này cabo nó thì không có keo chỉ. Tất cả mọi tem lắp của nó là nguyên bản hết. Đấy, dòng này nó giống như dòng BMW X5 hoặc là dòng Mercedes-Benz, không có keo chỉ lắp cabo. Đấy, mọi thứ của nó còn rất là nguyên bản. Êm ái, không tai nạn đâm va hay gặp nước gì cả. Đấy, tem rằng tem ngang đầy đủ hết này. Mọi thứ nguyên bản. Rất là đẹp luôn. Đấy, tem nhập khẩu này. Đây anh em nhé. Rồi, bác nào quan tâm đến cái con Acura MRX này. Đấy thì alo. Hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358286286, em qua Hải Dương. Đấy, cái mẫu xe này là một cái mẫu xe mà phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp anh chị nhé. Cửa tiền lại rất là ok, 440 triệu đồng. Đấy, bác nào quan tâm thì hãy alo cho em nhé. Chốt nhanh để đi cái dịp Tết này anh em nhé. Xe rất là đẹp đấy ạ.